đừng, ai vậy, ai vậy, đừng nhìn lại, nhìn lại. Ai, đó, ai, ai, đâu, ai vậy? Đâu, đâu biết đâu, ngày nào ổng cũng chạy bộ ở đây hết á. Chắc ma phải đi chạy bộ quá hả? Đi, đi. Thời gian là nó mệt mỏi, nó khổ sở thế nào. Ôi mà
kiếm ăn cực khổ lắm á. Thôi, em đi dọn nha. Em à, anh xin lỗi, anh không thể. Hiện giờ anh đi người khác rồi. Anh nói cái gì? Anh đã quen người này bao lâu rồi? Em à, anh xin lỗi. Anh yêu quý được 3 tháng. 3 tháng à? 3 tháng à? Mình đã quen được là 3 năm rồi. Em tưởng là anh yêu em 3 năm rồi. Em không chấp nhận. Alo? Rồi, được rồi. Rồi, em biết rồi. Dạ, rồi, anh xuống nha. Em bình tĩnh ngồi xuống đây đợi anh một chút. Anh ra ngoài rồi anh quay lại nói chuyện. Đó, toàn bộ câu chuyện là như vậy đó. Vậy thôi đó hả? Câu chuyện có vậy thôi. Hello nè. Chuyện nó chiếu mà làm hết hồn. Chuyện này, cái chuyện này là phải để Mon tính. Mon tính sao? Cho nên đơn giản luôn. Trong tình yêu, chị gái kia mất tích đâu mấy tháng, tự nhiên giờ xuất hiện kêu so sánh tình cảm luôn hả? Chị gái đó đương nhiên là biết tình cảm của Luna nhiều hơn rồi. Cho nên mình phải cạnh tranh công bằng. Luna phải chiến đấu giành lại tình cảm cho mình, đúng không em? Mon nghĩ sao vậy Mon? Chứ sao? Người ta yêu nhau mấy năm? 3 năm. Còn Luna với Bảo thì sao? 3 tháng. Thì hỏi làm sao, thử hỏi làm sao, thời gian nó như thế nào? Ủa gì kì vậy? Nhưng mà Luna nè, ta nói tình yêu người ta không có đong đầy bằng thời gian. Người ta yêu nhau sâu đậm đến mấy thì thời gian là không là vấn đề. Nhưng Luna phải cố gắng lên bảo vệ tình yêu của Luna. Luna đúng không? Biết là biết phải làm gì không?